nhưng mà thì có một số lỗi đến bây giờ là không truy cập được. Đấy, vậy nên là chắc là mình sẽ tự nhớ lại để chia sẻ với mọi người. Mọi người thông cảm nhé. Thì đầu tiên chắc là mình sẽ nói về cái quá trình mà tìm lại ý tưởng. Thì mình biết là các bạn rất có nhiều cái thắc mắc về cái việc là chọn ý tưởng nào để làm đấy. Khi nào mà thấy có cái ý tưởng nào đấy thì các bạn sẽ thấy rất nhiều rào cản. Rào cản đấy bao gồm từ chính các bạn và rào cản từ bên ngoài. Những cái đánh giá về cái ý tưởng đấy, ví dụ là có người sẽ bảo là ý tưởng này có nhiều người làm rồi, thất bại rồi, đừng có làm, ví dụ như thế. Hoặc là chính bạn sẽ cũng sẽ có những suy nghĩ, giả dụ như là ý tưởng này thì có đưa lại được lợi nhuận nhiều không, ý tưởng này mình có làm được không, và mình làm nó như thế nào. Đấy, thì có nhiều những cái áp lực từ khi mà bạn có ý tưởng. Thì cách tiếp cận của mình thì như thế này. Theo mình ấy, thì ý tưởng là cái bây giờ đã có rất là nhiều. Một cái ý tưởng khởi đầu của bạn có thể giống với hàng ngàn những ý tưởng khác. Đấy, nhưng mà nếu như mà bạn không bắt đầu thì cái ý tưởng của bạn sẽ nằm ở đấy. Còn nếu như mà bạn quyết định từ ý tưởng ban đầu đấy, bạn biến nó thành một cái sản phẩm, thì trong quá trình bạn làm sẽ có những cái chỉnh sửa, sẽ có những cái khác biệt mà đôi khi là chỉ có bạn nhìn thấy được, bởi vì nó là cái sự tích lũy trong quá trình sống và làm việc của bạn. Đấy, vậy nên đừng có sợ rằng là một ý tưởng của mình là trung lập. Một ý tưởng ban đầu khi mà bạn phát triển ra sẽ có rất nhiều hướng để đi, có rất nhiều hướng để các bạn làm tốt hơn. Đấy, vậy nên hãy cứ chọn cái ý tưởng ban đầu nào đấy để bắt đầu. Đấy, thì đấy là cái vấn đề là lựa chọn ý tưởng. Và bây giờ lựa chọn ý tưởng như thế nào? Thì ý tưởng theo mình thấy là bạn nên làm nhất, đấy là cái ý tưởng mà bạn thích nhất. Bởi vì bây giờ có rất nhiều ý tưởng rồi, bạn chọn ý tưởng nào nó cũng sẽ có những cái như nhau, những cái gọi là khó khăn nó tương đương nhau. Vậy nên khi mà chọn ý tưởng mà bạn cảm thấy thích nhất, cảm thấy tự tin nhất, thì bạn sẽ đầu tư nhiều thời gian nhất để đạt được cái thành công đối với cái ý tưởng đấy. Còn như bạn bảo rằng là theo cái xu hướng mới là chẳng hạn, thì bây giờ nếu mà bảo khởi nghiệp là một cái con đường mà như là rất khó đấy, nó khác với những cái ngành kinh doanh truyền thống. Đấy là người ta đã định rõ thị trường, đã định rõ nguồn vốn đấy, đã cái phương pháp và cái ý tưởng đấy đã được chứng minh đấy. Và nhất là khi mà theo xu hướng nữa, thì có những cái tổ chức người ta có nhiều tiền hơn bạn, có nhiều người, nhiều nhân lực hơn, có chuyên gia kinh nghiệm lâu năm hơn, thì bạn không bao giờ có thể cạnh tranh được với những cái ý tưởng đấy nếu như mà bạn quyết định chọn theo cái xu hướng hot nhất hiện giờ. Còn nếu mà bạn vẫn muốn làm thì phải chạy đua với những cái người mà cũng đang theo cái xu hướng đấy. Tuy nhiên thì chia sẻ về khởi nghiệp thì nó là, có thể nói là một cái con đường nó khác biệt một chút. Vậy nên mình tạm bỏ qua cái việc là chọn những cái ý tưởng theo xu hướng mới nhất hiện giờ, bởi vì nếu như mà bạn vẫn muốn chọn cái ý tưởng đấy thì bạn hoàn toàn có thể tìm ra rất là nhiều cách mà người khác cũng đang làm đấy. Vậy nên mình sẽ nhấn mạnh vào cái việc là bạn tự tìm được cái ý tưởng của riêng mình, cái ý tưởng của bạn thích nhất, để qua đấy làm ra cái sản phẩm theo cách của chính bạn đấy. Thì định nghĩa startup theo như mình học ấy, thì có nghĩa là startup là một nhóm người cùng làm việc với nhau trên những cái điều kiện không chắc chắn. Là định nghĩa startup mà mình học được trong cái khóa startup của đại học Stanford. Ở trên YouTube các bạn search ra rất là nhiều. Thì trong cái khóa đấy, người ta mời những cái chuyên gia của những startup đã nổi tiếng trên thế giới bây giờ rồi, ví dụ như Airbnb hoặc là Y Combinator, là một cái tổ chức ở ươm mầm startup tỷ đô, triệu đô rất là nhiều. Đấy, vậy nên định nghĩa của họ là như thế. Và mình luôn áp dụng cái định nghĩa này vào trong cái quá
trình khởi nghiệp của mình để tránh đi sang một cái mô hình khác, và dẫn tới là gì, những cái lý thuyết và những cái kinh nghiệm mà của startup bạn áp dụng vào trong khi bạn lại đi trên một cái con đường nó lại khác thì nó sẽ không có hiệu quả. Vậy nên nếu như bạn tìm kiếm cái ý tưởng startup các bạn thích rồi, bạn cũng sẽ học thêm một chút về cái lý thuyết của khởi nghiệp nữa. Vì bây giờ mình thấy là khởi nghiệp nó người ta truyền thông rất là nhiều, vậy nên bạn buộc phải đi con đường nào đấy phù hợp với bạn, thay vì là xem rất là nhiều cái định nghĩa khác mà bạn không biết được chọn thế nào. Quay lại cái ý tưởng, là ý tưởng phải là cái ý tưởng mà bạn thích nhất. Nếu như mà trong quá trình bạn tiến hành ý tưởng đấy và bạn thấy rằng có một người cũng đang làm là nà như mình chẳng hạn, thì theo mình nghĩ là bạn vẫn phải tiếp tục bằng cách nào, tiếp tục bằng cách là nghiên cứu kỹ cái gì mà người ta đang làm, người ta đang có, để tìm ra cái sự khác biệt, tìm ra sự khác biệt giữa cái ý tưởng của bạn và ý tưởng của những người khác đang làm, để hiểu rõ ràng là thị trường của họ là gì, họ đang nhắm đến đối tượng nào. Đấy. Ví dụ vẫn cùng một ý tưởng đấy nhưng mà bạn lại nhắm vào đối tượng đấy là các sinh viên chẳng hạn, đấy thì ý tưởng sẽ khác. Cũng một ý tưởng của sản phẩm đấy là bạn nhắm vào các doanh nghiệp thì cái cách tiến hành nó cũng sẽ khác. Đấy. Vậy nên ngoài việc tạo sản phẩm thì bạn cũng phải định hướng cái sản phẩm đấy đi như thế nào. Thì đấy là cái công việc mà bạn phải làm khi gặp những cái ý tưởng tương tự. Thì nghiên cứu kỹ cái điểm đến của nó là gì, xem cái điểm đến của mình là như nào để lựa chọn là gì, có cạnh tranh trực tiếp với những cái đối thủ đấy hay không, hay là nhắm đến và tập trung cái tập khách hàng của mình hướng đến. Thì đấy quan trọng hơn là cái điểm là gì, các bạn thấy có người khác làm ý tưởng xong mà bạn đã cảm thấy kiểu như là cơ hội của mình đã hết rồi. Đấy, vậy nên rất nên là tiếp tục ý tưởng này, nghiên cứu thật kỹ, tìm ra những cái sự khác biệt thì có cái chiến thuật phù hợp. Như cái khởi nghiệp của mình ấy, thì đối tượng đầu tiên mà mình nhắm đến đấy là những người dùng phổ thông, đấy là các sinh viên, cụ thể hơn đấy là sinh viên học sinh cấp 2, cấp 3. Đấy, thì vì sao mình chọn cái đối tượng đấy, thì mình quan sát thấy rằng là đây là cái đối tượng có khả năng sáng tạo nhiều nhất. Nhưng mà hiện tại và đặc biệt ở thị trường Việt Nam thì chưa có đủ những cái công cụ và những cái tài nguyên để các bạn thoải mái sáng tạo ra những cái ý tưởng của các bạn. Đấy. Còn những công ty lớn trên thế giới cũng làm về công nghệ, về đồ họa, về game đã vượt xa hơn rất nhiều so với Việt Nam, nhưng mà lại không trực tiếp nhắm đến cái đối tượng mà mình đang nhắm đến. Và thậm chí Việt Nam từ bên này chắc là mình cũng chưa tìm ra được một cái đơn vị nào mà sản xuất công nghệ đồ họa, và cụ thể là công nghệ lấy ứng dụng vào game để đưa ra cái thị trường Việt Nam. Và bây giờ game bây giờ chúng ta thường làm kiểu gì, chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện gọi là doanh thu rất lớn từ các công ty làm game, mà từ đấy là những nhà đầu tư người ta nhảy vào cái ngành game. Đấy. Theo cái quan điểm của mình thì ngành game của Việt Nam vẫn chưa bắt đầu, chưa thực sự bắt đầu. Đấy, thì bắt đầu như nào thì có thể một lát nữa thì có một câu chuyện ngắn vào đấy mình sẽ giải thích kỹ hơn. Đấy, nhưng mà quay lại về vấn đề là ý tưởng, thì nếu như các bạn chọn trong ý tưởng trong ngành game đấy, thì vấn đề làm game cũng là một vấn đề mà có rất nhiều cái gọi là có rất nhiều những cái mà chưa chắc chắn, bởi vì ngành này thứ nhất là chưa đào tạo ở Việt Nam, thiết kế game, phát triển game, lập trình game chưa được đào tạo ở bậc đại học chính quy cũng như là nhiều trung tâm ở Việt Nam, thì họ còn chỉ đào tạo các bạn là gì, tham gia vào quy trình sản xuất game. Đấy, tức là bạn làm công việc gì đấy trong một cái dạng game. Đấy, thì cái tính sáng tạo của nó sẽ thấp hơn cái việc mà một người có thể có ý
nhân tài, không có những tài nguyên để hỗ trợ bạn làm việc đấy. Thì để nói rằng là cái ý tưởng trong ngành game thì đang rất là nhiều, nhưng mà cái cách thức để bạn đi hiện tại là hơi khó. Thì mình cũng là một trong những người sẽ giúp các bạn để hiện thực cái ý tưởng đấy nếu các bạn muốn làm game. Thì tiếp theo là tại sao mình lại chọn ý tưởng làm game và làm theo hướng công nghệ chứ không phải là hẹn vào cùng một công nghệ khác để làm game. Đấy, vậy thì mình đầu tiên là mình muốn là phổ biến công nghệ đấy ra cho cả các bạn sinh viên, các bạn có khả năng sáng tạo. Đầu tiên là về công nghệ. Thứ hai, nó sẽ mở ra những cái phát triển trong tương lai nó dài hơn, nó sâu xa hơn là làm game. Đấy, tổng quát hơn đấy thì đấy là công nghệ đồ họa. Công nghệ đồ họa bây giờ bạn thấy có rất là nhiều thứ cần cái công nghệ đồ họa đấy ngoài vấn đề làm game. Đấy, ví dụ như là phim hoạt hình cũng cần công nghệ đấy. Hiện tại thì chúng ta chưa có những cái về những cái công nghệ mà nó thay đổi nhanh nhất. Đấy. Tiếp theo thì sau khi mà lựa chọn cái ý tưởng, tiến hành nó, chắc chắn với nó, nghiên cứu kỹ về ý tưởng đấy, thì các bạn sẽ sang một cái giai đoạn đấy là phát triển dự án. Thì trước khi qua phần này thì mình xin phép cho các bạn một vài phút để suy nghĩ và đặt các câu hỏi xem là về quá trình lựa chọn ý tưởng của bạn có những cái thắc mắc thế nào. Đầu tiên là chúng ta nên bỏ qua những cái gì, những cái nhận xét đánh giá chủ quan khi mà bạn đưa ra ý tưởng. Bởi vì nếu như bạn mới chỉ đưa ra một ý tưởng đấy, có nhiều người người ta sẽ suy luận ngay rằng là gì, ý tưởng này sẽ là như thế này đấy, nhưng mà chỉ mới sơ khai ban đầu thôi thì bạn đừng có bị gọi là bị chặn lại bởi những cái nhận xét. Chỉ có chính bạn mới là biến cái ý tưởng này thành hiện thực. Và tư duy của con người rất nhanh, nên một ý tưởng trong một giây bạn có thể nghĩ ra kéo theo lại hàng trăm ý tưởng khác. Và vấn đề là bạn để ý đến việc này là bạn bắt đúng cái ý tưởng nào mà bạn cảm thấy thích nhất, từ đấy nhắc ý tưởng đấy thành cái thứ bạn muốn các bạn vào cái quy trình phát triển sản phẩm. Thì mời mọi người suy nghĩ một chút và đặt câu hỏi xem. Về phần chia sẻ của anh rất là nhiều. Anh Mạnh thân mến, em thực sự là mong muốn cuộc trò chuyện hôm nay không phải là cuộc diễn giả giao lưu với học sinh nữa, mà là cuộc đàn anh chia sẻ kinh nghiệm của mình đối với đàn em, đúng không ạ? Thì em chắc chắn là các bạn sinh viên ở đây sẽ rất có nhiều câu hỏi cho anh. Các bạn ơi, các bạn cứ mạnh dạn lên, mình là sinh viên mà, mình được quyền hỏi và đây chính là cơ hội của các bạn đấy ạ. Các bạn có câu hỏi nào muốn dành cho anh Mạnh không ạ? Như là ý tưởng đầu tiên của anh là khi anh bao nhiêu tuổi chẳng hạn, hay là anh bắt đầu theo đuổi ý tưởng đấy khi nào và ra sao, anh có thể chia sẻ rõ ràng cho em được không ạ? Để nói về ý tưởng này thì mình thấy nó nên đưa nó ra một câu chuyện nằm ngoài cái vấn đề khởi nghiệp. Bởi vì sao? Bạn vẫn cần phải làm việc, bạn vẫn cần phải sáng tạo. Nên là giờ mình sẽ chia sẻ cái câu chuyện nó ngoài cái chủ đề khởi nghiệp một chút. Thì theo mình thì một bạn sinh viên nên tập cho mình cách có thật nhiều ý tưởng là tốt. Thì mình rất may mắn là gì? Mình may mắn đấy là bố của mình. Bố của mình thì từ lúc mà mình còn nhỏ thì là những cái buổi tối mà của bố thì mình rất hay là thắc mắc rằng là ví dụ như là xe máy thì tại sao nó chạy được đấy, ô tô tại sao nó lại chạy được, có những cái động cơ gì. Dần dần cứ mỗi ngày mình hỏi một hai câu thế, và may mắn một điều gì, bố mình là người dành cái thời gian ra để giải thích cho mình về những cái câu hỏi của mình đấy.
thì không, theo mình thì không quan trọng là cái việc là hồi đấy bạn có hiểu được cụ thể xe máy nó hoạt động như thế nào hay không, nhưng mà nó làm cho cái điều là kích thích trí tưởng tượng của bạn để bạn tiếp tục suy nghĩ đấy. Đấy, dẫn đến là gì, cái tư duy nó sẽ phát triển từ đấy, bạn tiếp tục suy nghĩ đấy. Vậy nên là về ý tưởng thì có thể nói rằng là từ hồi mình đang còn tiểu học, bây giờ mình nhớ lại ngày nào mình có cũng có những ý tưởng, và bất kể ý tưởng đấy là gì, mọi ý tưởng có thể là tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục làm như thế. Và đến nay thì cái thói quen đấy đã được phát triển một cách chắc chắn đấy. Nên là mình thấy là mình có một cái lối tư duy để giúp mình trong cái quá trình làm việc đấy, là nghĩ ra thật nhiều ý tưởng rất nhanh đấy. Thì mình nghĩ là các bạn cũng nên có cái cách để rèn luyện cái tư duy như vậy. Bất kể ý tưởng là gì mà tiếp tục suy nghĩ và dần dần làm quen, để mỗi ngày sau quá trình thời gian dài thì bạn mới tiếp cận cái vấn đề cụ thể của bạn, từ đấy bạn vận dụng cái khả năng suy nghĩ. Thì bạn giống như một cái máy tính, nó đầu tiên nó cái CPU của nó là nó chỉ có khả năng tính toán thôi, nó chỉ biết tính được cái gì cả. Ví dụ thì bạn phải làm cho bạn làm cái CPU thật khỏe cả. Sau đấy thì bạn tìm ra vấn đề mà ứng dụng cái tư duy này vào giải quyết, thì vấn đề ý tưởng nó cũng là cần cái nền tảng như thế. Dạ thưa anh, thì em muốn hỏi thêm là vậy thì ý tưởng nào lớn đầu tiên mà anh muốn thực hiện và muốn trao đổi nó theo đam mê của anh? Ý tưởng lớn đầu tiên mà mình muốn thực hiện thì đấy chính là một cái dự án của các bạn mà các bạn giới thiệu qua ở đâu. Thì phần mềm đấy, hồi đấy là mình thích học lập trình, rồi sau quá trình học lập trình xong thì có ý tưởng và thực hiện ý tưởng đấy. Còn trước đấy thì là gì, mình luôn nghĩ là ý tưởng, nên là nó đã phải trải qua hàng loạt các cái ý tưởng khác, nhưng mà mình không nhớ rõ đấy. Và dẫn tới là có ngày nếu có cái cơ hội thì bạn sẽ có ý tưởng và chuẩn bị đủ để thực hiện ý tưởng đấy. Dạ, vậy thì khi mà anh đã có ý tưởng rồi thì anh có gặp những cái vấn đề gì khó khăn cản trở anh trong ý tưởng thực hiện được không? Về ý tưởng đầu tiên của các bạn thì khó khăn thì nhiều đúng không? Rất nhiều. Đấy thì vấn đề là gì? Bạn làm gì mà cũng sẽ có những cái khó khăn đấy. Nhưng mà cái người mà sẽ bị thất bại đấy là các bạn sẽ nghĩ là như này, cái khó khăn này sẽ cản trở mình mọi thứ để mình làm. Khi mà gặp khó khăn là con người sẽ nghĩ ngay cái việc là ô thế này thì không thể làm được rồi đấy. Hoặc là có những người ta nghĩ nhiều quá, phải gặp khó khăn đấy, nghĩ tất cả các cách để làm đấy, thì cũng bị kiệt sức ở cái chỗ là gì, nghĩ rất nhiều về ý tưởng này đấy. Rồi mình khuyên các bạn thì là nếu như có khó khăn, bạn cứ đặt ra được một cái điều kiện đơn giản nhất thì bạn tiếp tục. Ví dụ hồi cấp ba thì do sử dụng máy tính nhiều quá nên là mình gia đình cấm đấy. Và ý tưởng mình muốn thực hiện phải có máy tính, và cách đơn giản đấy là gì, mình ra ở ngoài quán internet đấy, bây giờ các bạn gọi là quán game đấy. Thì mình thực hành lập trình cũng như là trực tiếp lập trình trên máy đấy. Còn ở nhà, việc học lập trình của mình cũng bị hạn chế. Vậy giải pháp của mình là gì, học lập trình luôn trên giấy, mình không có máy tính để mình thực hành bởi vì đang bị cấm. Đấy, cho nên là mình vẫn phải tiếp tục học một cách nào đấy. Đấy, thì mình đã sử dụng giấy và bút để học lập trình trong một thời gian. Sau đấy thì cứ có khi nào có cơ hội thực hành thì mình lại ra internet ở ngoài để mình thực hành. Giờ em biết là anh đã là một lập trình viên rất là giỏi rồi, và em muốn có một câu hỏi gần gũi hơn với sinh viên, đó là ngày xưa thì anh có hay chơi game không ạ? Hồi xưa thì mình chơi game rất nhiều. Nhưng mà nó là ở cái giai đoạn đầu tiên khi tiếp xúc máy tính, thì lúc đấy là tò mò. Hồi nhỏ rồi, hồi cuối lớp 1 là mình bắt đầu có cái máy tính đầu tiên, thì bố mình cũng hướng dẫn cho mình là phải tập gõ mười ngón là thứ đấy, mình cũng tập theo. Một thời gian thì mình phát hiện là trong máy là người ta có cả sạc pin, từ đấy là mình
chơi rất nhiều. Và hè năm tiểu học đấy là mình bắt đầu mình tận cho đến bây giờ. Nhưng mà hiện tại thì lúc đấy thì nó cũng không quá là nặng, tầm dưới 4 độ thôi, cũng là may. Và sau đấy thì sau khi mà hứng thú hơn về máy tính thì mình lại thời gian tìm hiểu về máy tính nhiều hơn là chơi game. Và lên đại học thì mình hầu như là bỏ hẳn game để tìm hiểu những cái kiến thức mà bản thân mình thấy thích hơn. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ về phần chia sẻ tâm huyết của anh. Các bạn sinh viên thân mến, các bạn có câu hỏi nào muốn mình hỏi diễn giả thêm không ạ? Tụi em. Theo mình hiện tại không có một ý tưởng nào mà chưa có ai đi hết đấy. Vấn đề là thế, bạn chưa thấy ở cái cộng đồng của bạn thôi, chưa thấy ở đại học, chưa thấy ở thành phố này đấy, còn đi ra mà chỉ có thể là rất nhiều người đang làm. Và bây giờ thì thế giới bây giờ là internet rộng rãi, ý tưởng bạn đưa lên đấy có thể chạm đến bất kỳ người nào, bất kỳ quốc gia nào, và người ta cũng làm như thế đấy. Vậy nên là theo mình là bạn không nên tìm những ý tưởng không ai đi, bởi vì cái đấy là tự đánh lừa bản thân bạn này. Cái ý tưởng không có ai đi thực chất là nó có đấy. Và cái tiêu chí là ý tưởng chưa có ai đi nó cũng không khiến các bạn là thành công nhanh hơn, mà vấn đề là bạn phải làm, và muốn làm thì là cần phải có ý tưởng để bạn thích nhất, ý tưởng để bạn thích nhất thì theo mình là quan trọng hơn cái việc là ý tưởng đấy là chưa có ai đi hoặc là đã nhiều người đi hoặc là đã được chứng minh là thành công rồi. Theo mình thì mà nó cũng gần gũi với cái tinh thần khởi nghiệp hơn, làm ra một cái điều khác biệt đấy là từ bạn làm ra. Bạn đã muốn cái câu hỏi em Mạch, em muốn hỏi anh câu là khi lần đầu anh khi mà lần đầu anh start up ấy, thì ngoài cái đam mê đấy ra anh còn bị phân tâm về cái gì khác, ví dụ như bạn gái. Cảm ơn bạn về câu hỏi rất là hay. Thì mình tiếp tục chia sẻ thêm những kỹ năng nữa mà các bạn cần để làm được những việc các bạn muốn đấy, chứ không chỉ được start up. Đấy là kỹ năng tập trung thì nhiều người sẽ bị nhầm rằng là cái kỹ năng tập trung đấy là bỏ hết tất cả mọi thứ để làm đấy, ví dụ như thế. Thì đấy là tư duy bình thường, và tư duy đấy sẽ làm cho bạn nhanh đi đầy hơn, và dẫn tới khả năng tâm trí của bạn sẽ bị bó hẹp lại trong một cái vấn đề mà bạn bó hẹp bản thân lại để làm cái mình làm. Các bạn gọi đấy là tập trung, thì theo mình là như thế là sẽ không hiệu quả đấy, và càng gọi là gì thúc ép bản thân mình tập trung thì càng khó, đúng không đấy. Thì cái vấn đề tập trung mà mình đã rèn luyện là như thế này. Đầu tiên ấy, thì trước khi khởi nghiệp thì các bạn nên luôn luôn theo đuổi cái gì mình thích trước. Ví dụ như lập trình, bạn thích lập trình thứ gì đấy, bạn thích ngôn ngữ lập trình nào đấy, trước tiên bạn hãy cho phép bản thân mình học thật nhiều về ngôn ngữ đấy đã. Thì cái vấn đề ở đây liên quan đến sự tập trung của mình. Khi mà bạn không có những cái áp lực rằng khi khởi nghiệp đấy có những cái deadline, có những cái việc thực hiện ý tưởng rất nhiều áp lực, bạn chưa thể tập trung được. Cho nên trước đấy bạn phải chọn những cái ý tưởng nào bạn thích nhất để tập trung vào đấy. Khi đấy tâm trí của bạn nó sẽ tự do hơn và nó sẽ tự nhiên để tập trung vào cái ý tưởng mà bạn đang làm. Ý tưởng nhỏ thôi, bất kỳ một việc gì mà bạn làm bây giờ, hàng ngày bạn sẽ có rất là nhiều cái hứng thú để bạn làm, thì hãy bắt đầu rèn luyện sự tập trung bằng cách gì? Làm những cái nhỏ nhỏ mà thích đã. Đấy, sự tập trung nó sẽ dần dần khi bạn càng làm bạn càng cảm thấy hứng thú, bạn tìm ra nhiều điều đấy, thì sau một thời gian bạn sẽ thấy là bạn có gì, bạn có khả năng tập trung vào những cái thứ mà bạn thích và làm trước đã. Còn việc khi mà bạn bắt buộc bản thân tập trung vào một cái gì đấy thì có thể là bạn chưa sẵn sàng đấy. Vậy nên là kỹ năng tập trung là một kỹ năng bạn cũng cần xây dựng để làm rất nhiều thứ khác trong cuộc sống, chứ không phải chỉ muốn khởi nghiệp. Nếu như bạn đánh đổi bằng cái việc là đến lúc khởi nghiệp bạn sẽ phải tập trung, phải làm như này thì cách duy nhất đấy là gì, bạn phải hy sinh.
hy sinh một số thứ, bạn hy sinh những mối quan hệ bạn bè của bạn chẳng hạn, ví dụ như thế, đang suy nghĩ thế. Còn như hiện tại mình khởi nghiệp thì mình vẫn có bạn gái và mình vẫn phải cân bằng cái việc là gì, lập trình và tất cả những việc khác ở trong khởi nghiệp và trong cuộc sống nữa. Bởi vì trong khởi nghiệp không chỉ mỗi là bạn vừa lập trình mà phát triển sản phẩm mà còn rất nhiều việc khác nữa. Đấy, vậy nên cái vấn đề là mình phải chuẩn bị kỹ năng tập trung và phải bắt đầu ngay từ hôm nay, không phải khởi nghiệp từ hôm nay mà bắt đầu đầu tư vào bản thân của bạn ngày hôm nay từ cái kỹ năng. Đấy, kỹ năng đầu tiên là kỹ năng tư duy. Mọi ý tưởng bạn nghĩ nhiều ra, nếu như bạn ngại không có ai ủng hộ bạn thì bạn không cần nói cho người khác được, bạn làm cách nào để tiếp tục tư duy thật nhiều, được thành cái CPU thật là khỏe đã. Sau đấy tiếp đến là kỹ năng tập trung. Dạ thưa em, thì vừa nãy có nói đến vấn đề ý tưởng và tập trung để những cái yếu tố để có thể giúp cho các sinh viên khởi nghiệp. Vậy thì ngoài ý tưởng tập trung ra thì theo anh là có những cái yếu tố quan trọng nào khác để giúp cho sinh viên có thể khởi nghiệp hơn? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì về vấn đề là để sinh viên khởi nghiệp tốt hơn thì mình nghĩ rằng là chúng ta không nên cố gắng khởi nghiệp. Đấy là vấn đề đầu tiên. Đấy. Bởi vì sao? Khi mà bạn khởi nghiệp thì nếu như là để cái dự án của bạn phát triển tốt nhất thì những cái giai đoạn đặc biệt là khởi nghiệp này. Đấy, khởi nghiệp là một giai đoạn trong cái quá trình xây dựng sự nghiệp của bạn thành công. Đấy, khởi nghiệp đó là một giai đoạn trong đấy. Vậy thì trước khi đi vào khởi nghiệp thành công thì có cái giai đoạn trước đấy, và khi các cái yếu tố nó đầy đủ để nó hồi phục vào cái thời điểm nào đấy thì lúc đấy bạn sẽ khởi nghiệp. Còn nếu như mà bây giờ chúng ta bảo là ngày mai tôi sẽ khởi nghiệp rồi, hoặc là một tháng sau, là kể cả khi một câu hỏi một cái vấn đề làm khá là sáng được, sau đại học, sau khi tốt nghiệp học tôi sẽ khởi nghiệp, thì mình cho rằng hầu như những cái đấy là những cái gọi là những cái ảo ảnh mà bạn đã xây dựng cho chính bạn đấy. Vậy nên trở lại cái việc là làm thế nào để sinh viên có thể gọi là đầu tư vào bản thân để tương lai sẽ thành công hơn, hoặc là khi có một cái cơ hội khởi nghiệp thế bạn tìm ra được và bạn làm nó một cách thật là thành công. Đấy. Thì vấn đề này thì ngoài cái khả năng tư duy, ngoài cái kỹ năng tập trung ra thì bạn cần phải đấy là kiến thức. Bạn vận dụng cái quá trình tư duy ý tưởng và khả năng tập trung của bạn để tìm hiểu những kiến thức mà không ai có cả. Không ai có cũng hơi gọi là tuyệt đối, thì những ý mình là cái kiến thức đấy là của riêng bạn, của riêng bạn, và để nhìn ra những cái khía cạnh mà ít người khác có thể thấy được. Đấy. Thì bạn sẽ tư duy sâu, tìm ra một cái khía cạnh nào đấy mà người ta có thể làm cái khía cạnh thì sai theo cái định nghĩa của bạn, theo định nghĩa theo cái kiến thức mà bạn đã có, biết được là những cái sai, những cái mà chưa hiệu quả. Thì dẫn tới khi mà bạn có cơ hội khởi nghiệp, có cơ hội phát triển dự án nào đấy thì kiến thức sẽ là thứ rút ngắn cái khoảng cách của bạn đến cái thành công mà bạn đã đạt được, vì kiến thức là một thứ rất là quan trọng. Khi mình có ra một ý tưởng thì mình thiếu thốn rất là nhiều thứ như là về thời gian, về kỹ năng chuyên môn, thì anh sẽ chia sẻ với làm việc mình để sử dụng ý tưởng đấy, mình sử dụng những nguồn nhân lực có ví dụ như là về những người có kỹ năng về chuyên môn sử dụng để giúp mình sẽ quản lý và sử dụng họ làm thực hiện giúp mình cái ý tưởng của mình được không, hay là trực tiếp mình phải làm người nghiên cứu về những cái kỹ năng về chuyên môn hay là về những cái điều quan trọng mà trực tiếp mình phải tự làm. Câu hỏi của bạn rất là tốt.
thì theo mình vấn đề này nó liên quan đến cái kỹ năng bản thân của bạn, hiện tại bản thân bạn là ai. Đấy, thì trong cái dự án khởi nghiệp có thể bạn làm ở vị trí là quản lý, định hướng kinh doanh, định hướng cái đường đi, thì người ta có thể là CEO ví dụ như thế. Hoặc nếu như bạn có thiên hướng công nghệ và bạn có cái khả năng để làm, thì bạn sẽ đảm nhận vai trò đấy. Và có cái khả năng tiếp theo là gì? Hiện tại các kỹ năng của bạn phù hợp với một vị trí nào đấy, nhưng bạn vẫn muốn trở thành một vị trí khác, thì đòi hỏi bạn đầu tư thêm để bạn học hỏi những kiến thức để làm cái vị trí đấy tốt hơn. Đấy, vậy nên nó tùy vào cái thời điểm lúc đấy mà bạn đang thực hiện ý tưởng. Nếu bạn có khả năng thực hiện và quan trọng hơn là thì bạn muốn nó, bạn muốn thực hiện nó, thì bạn sẽ là trong vai trò đấy. Còn nếu như mà bạn có khả năng thực hiện nhưng mà bạn không muốn thực hiện, đấy, bạn muốn tập trung vào những cái khía cạnh khác và bạn làm cho nó thành công hơn và tin rằng là bạn chuyển sang cái công việc này sẽ thành công hơn, thì dẫn tới là thì bạn sẽ tìm cách để có những người khác làm cho bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ, anh bạn sẽ tiếp tục đến với phần khác. Còn yên tâm, các bạn nào còn câu hỏi thì mình sẽ còn một thời gian ở cuối giờ để các bạn hỏi tiếp.